Xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ nha các bạn. Người ta có câu là tre già măng mọc, còn ở đây mình có sầu riêng già lật gốc thì sầu riêng con mọc. Nói đùa cho vui thôi các bạn, thì hôm nay mình làm cái video này á, là nói về cái sầu riêng con, là cách trồng trồng cái sầu riêng con và chăm sóc cái sầu riêng con. Tại vì có mấy bạn cũng bình luận với mình là mình chia sẻ cái một cái video về cây sầu riêng con, thì hôm nay mình sẽ làm video về nội dung đó. Tại vì Thịnh không có cây sầu riêng con nào cả, và Thịnh cũng không có cái mô nào để trồng, để mà quay video để cho các bạn xem cái cách trồng nó như thế nào. Chính vì thế Thịnh quay cái cây sầu riêng mà Thịnh đã trồng xuống đất được khoảng 20 ngày rồi các bạn. Thì cây sầu riêng này Thịnh trồng xuống đất được 20 ngày rồi, thì cũng như cây mới trồng để quay cho các bạn xem, các bạn hình dung được cái cách Thịnh làm. Cái video này của Thịnh chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha các bạn, tại vì đây là cái cách của cá nhân Thịnh, cách trồng, cách chăm sóc của cá nhân, và cái ý kiến cũng là của cá nhân thôi. Nó chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải là Thịnh là kỹ sư nông nghiệp hay là một cái người dày dặn kinh nghiệm trong cái nghề sầu riêng này. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính thì cũng cho Thịnh xin phép được nói vài lời với các bạn. Thì Thịnh cũng vào xem, thường vào xem những cái comment, những cái bình luận bên dưới trong những video của Thịnh, thì Thịnh thấy cũng có một số rất là nhiều anh chị cho Thịnh ý kiến về kinh nghiệm trồng sầu riêng. Thịnh rất là quý những cái ý kiến của anh chị và những cái đóng góp của anh chị. Thì trái ngược với những cái bình luận mà tích cực á, thì cũng có một số bình luận tiêu cực là chửi Thịnh á, chửi nói mình, nói Thịnh là thằng tào lao, thằng ngu, thằng ốc chó gì, chửi các kiểu tùm lum hết rồi. Thằng không có kinh nghiệm gì, bạn không có kinh nghiệm, bạn đừng chia sẻ lên đây người ta cười bạn. Thì cho Thịnh xin nói là Thịnh, như các bạn cũng biết á, Thịnh là trước kia đó Thịnh là sinh sống và làm việc tại Sài Gòn cũng 9 năm, và Thịnh quay về quê Thịnh làm sầu riêng mới được một năm nay thôi. Thì Thịnh thứ nhất không phải là kỹ sư nông nghiệp, cái thứ hai nữa Thịnh cũng không phải là người có dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sầu riêng. Thịnh chỉ mới về làm được một năm nay thôi, và những gì Thịnh chia sẻ đó nó xuất phát từ cái việc mà yêu thích về cái việc là việc cái Thịnh làm sầu riêng các bạn. Thì tại vì trước kia Thịnh làm văn phòng, và sau đó Thịnh về Thịnh phụ vườn nhà nè, thì ba Thịnh làm không nổi cho nên là Thịnh về Thịnh làm sầu riêng. Thì cũng vô tình thôi, và Thịnh cũng giờ cũng bắt đầu yêu thích cái công việc hiện tại của mình. Chính vì thế Thịnh quay video này cho mọi người xem, nó giống như là tạo một cái niềm vui trong công việc của Thịnh thôi. Thịnh chia sẻ những cái video này nói về những vấn đề cơ bản thôi các bạn, tại vì kinh nghiệm của Thịnh không có nhiều. Cái gì Thịnh biết Thịnh nói. Và đặc biệt một cái nữa là sẽ có rất nhiều cái mà vấn đề mà Thịnh nói nó sẽ sai, nó chưa đúng, nó chưa được hoàn thiện nha các bạn. Thì các bạn xem video của Thịnh á, thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tham khảo. Nếu như các bạn thấy đúng thì các bạn áp dụng, còn nếu như các bạn thấy sai thì các bạn cho qua, hoặc là các bạn có thể cho Thịnh chia sẻ các kinh nghiệm của các bạn, thì nó các Thịnh lên nên làm nên là nên làm thế nào. Tại vì không phải ai cũng biết cả. Không phải ai cũng đã nắm hết tất cả mọi thứ đâu các bạn. Tại vì có người còn comment ở bên dưới là hỏi Thịnh là Ari Ford mua ở đâu, và nói chung là những cái hỏi câu hỏi của những người đó là rất là cơ bản. Tại vì họ không biết, thật sự là họ không biết. Tại vì đâu phải ai cũng xuất phát từ làm sầu riêng mà mười mấy 20 năm đâu. Đó, thì cũng như Thịnh thôi, Thịnh cũng từ Sài Gòn về chả biết gì cả, cũng đi hỏi bạn bè, hỏi anh em từng cái rồi mình đúc kết lại mà mình biết sơ sơ thôi. Những video của Thịnh đó là chia sẻ coi như là tạo niềm vui thôi, chứ cũng không phải là chỉ dạy một cái ai cả. Những cái video này đó, Thịnh quay lên đó, thì cũng cũng hỏi mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm. Tại vì nhiều khi có những cái vấn đề mà nhiều người muốn hỏi lắm cũng không biết hỏi ai các bạn. Thịnh quay lên vậy đó, Thịnh quay video vậy đó, thì cũng có những anh chị họ vô họ chia sẻ, chứ giờ họ biết hỏi hỏi ai.
những người mà làm sầu riêng á, nói thật sự với các bạn á, những người mà làm sầu riêng mà lâu năm á, họ bán tiền tỷ á, các bạn hỏi họ họ cũng chi hỏi họ họ đâu có chỉ bạn đâu, họ không có chia sẻ, họ không bao giờ lên quay những cái video này cho các bạn xem đâu, thật sự luôn á. Những người thành công thành trên thế giới này cũng vậy, những người mà tỷ phú đó họ cũng đâu có bây giờ rảnh rỗi để mà quay video cho các bạn xem đâu, chỉ có những người mà rảnh rỗi như Thịnh thôi, tại vì Thịnh là thấy yêu yêu công việc này thôi quay vậy thôi, chứ thật ra là Thịnh mới vừa móc mương xong luôn các bạn, móc mương rất là mệt luôn, không còn sức luôn á, nhưng mà vẫn chạy ra đây quay video, tại vì một số bạn yêu cầu là làm nói về cây sầu riêng con cha cách trồng cách chăm sóc như thế nào, thì những mình nghĩ là các bạn đó cũng không biết nên mới hỏi chứ không ai rảnh đâu mà đi vô xem cái ba cái clip của Thịnh và hỏi đâu. Rồi thì cho Thịnh nói bao nhiêu đó vậy thôi, Thịnh rất mong là các bạn đừng có hiểu lầm, Thịnh làm những video này không phải để dạy dỗ ai cả, không phải là một cái gì đó cao siêu, cũng nói chung là vậy đó, đại khái vậy đó, các bạn hiểu thông cảm cho Thịnh nha. Đó. Thì mình cùng nhau chia sẻ về sầu riêng, cùng làm về sầu riêng để giúp nhau mà phát triển nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi vô vấn đề chính đi các bạn. Thì vấn đề đầu tiên á, là các bạn phải gom mô ở miền Tây nha, ở các miền Đông miền Trung gì đó mình không biết, mình không dám chia sẻ vấn đề đó, đây là miền Tây. Thì đầu tiên các bạn phải gom mô, đây là đất vườn, ở vườn Thịnh là đất vườn nha, không phải đất ruộng. Thì cái điều lưu ý đó, các bạn nên gom mô cao, đây là cái mô mình mới trồng thì nó rất là cao, những cái mô mà ngày xưa đó, ngày xưa mà ba mình trồng lâu rồi đó, nó trệt lắm các bạn, thì nó rất là dở, nó cái nhược điểm của nó là dễ bị bệnh và đậy sầu riêng nó cũng khó nữa, thì các bạn nên gom mô cao. Mô cao đây là mô rất là cao nha, mình các bạn quay quay như thế này các bạn có thể thấy nè, cao nó mình trồng rất là cao so với những cái cây mà trước kia ba mình trồng. Thì có cái hang chuột các bạn ơi, mới gom mô có tháng mấy mà chuột nó làm hang luôn rồi các bạn. Thôi mình nói tiếp vấn đề chính đi. Thì đối với đất ruộng á các bạn, đất ruộng mà các bạn lên mô để trồng sầu riêng thì các bạn lên tối thiểu là phải 1,2 m đến 1,5 m nha, cái chiều cao của cái mô. Mình chưa tính đã mặt mương nha, đó là mặt ruộng lên mô, lên cái đỉnh của cái mô là 1,2 m đến 1,5 m. Thì lời khuyên các bạn á, nếu như á, mà gom được bằng cuốc nha các bạn, nếu như các bạn gom mô được bằng cuốc thì nó sẽ ngon hơn rô be nha, rô be làm ngon làm nhanh làm thẳng tắp, nhưng mà nó cái mô nó không bằng cái mô mà mình dùng cuốc để mà mình gom mô đó, đó thì cái đó là mình đó là thực sự là cái đó là cái kinh nghiệm của nhiều người chia sẻ lại thôi, và mình thấy rất là đúng cho nên mình cũng nói luôn. Gom mô và để chờ lúng cho nó khô mô rồi thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị khâu trồng như thế này đó. Thì vấn đề mô là thứ nhất là nó phải cao nha các bạn, nó cao đó. Và nó chờ cái mô này Thịnh gom cũng khá lâu rồi, mình chờ nó lúng xuống xong rồi mình sẽ đắp lên thêm một ít nữa, thì và mình sẽ làm một cái lùm ở trên đây, có nghĩa là một cái chóp nhọn trên đây, mình trồng rau trai bây giờ nó ra quá rồi cho nên là quay các bạn sẽ khó thấy. Thịnh sẽ làm một cái để cỏ cho nó mát, tháng này nắng nha các bạn. Thịnh sẽ làm một cái lùm trên đây và Thịnh đặt cái khoét một cái lỗ khoảng nửa cái, đây là cây sầu riêng con, cây sầu riêng con và gốc này là gốc gốc tháp 2 năm, người ta bán ở ngoài đó các bạn. Thì mua về thì ở ngoài vườn ươm á, người ta sẽ che lưới đen ở trên trên ở trên cây sầu riêng, người ta che lưới đen, thì khi mua về các bạn nên để ngoài 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 trời á, ngoài cũng đừng có nắng quá nha các bạn để ở ngoài trời đi, ở dưới một cái gốc cây nào đó mà nó cũng có nắng vào 3 ngày, ít nhất là 3 ngày. Ít nhất các 3 ngày các bạn nên mới đem ra trồng nha. Cái cây này nè, hôm bữa mà ba mình mua về cái kêu mình đi trồng liền, mình cũng có một cây một cho nên mình trồng luôn, thì nó sẽ bị ra nắng và nó sẽ bị tình trạng là cháy lá các bạn. Nó cháy lá, nó mất khoảng 10 ngày, 10 ngày thì nó mới bắt đầu là nó mới tỉnh táo lại và nó ra tược các bạn ơi. Nó ra đọt đó. Bây giờ nó mới bắt đầu bám rễ và phát triển.
thì các bạn nên cho nó tập nắng, gọi là tập nắng, là tập nắng ba, ít nhất là 3 ngày, để khi nó ra ngoài ngoài đây nó không phải bị bỡ ngỡ, nó quen với ánh nắng, tại nhất là thời tiết gắt như thế này. Sau khi mà các bạn là đã tập nắng 3 ngày rồi đó, các bạn đem ra trồng thì các bạn khoét một cái lỗ, và cái lỗ đó nó sâu khoảng 1/2 cái bầu, các bạn gọi là cái bầu, 1/2 cái bầu thôi, là các bạn khoét cái lỗ, các bạn đặt cái cây sầu riêng con này vào. Thì các bạn lưu ý là ở miền Tây của mình á, hay trồng cái gì mà cũng cũng đem sơ dừa ra trồng hết các bạn. Thì các bạn lưu ý nha, sơ dừa ở vườn ươm á, là sơ dừa người ta đã xử lý rồi và người ta cho vào cái bầu, chứ không phải là sơ dừa như mình đâu. Sơ dừa như mình là mình đem ra mình trồng thì nó sẽ không tốt cho sầu riêng con nha, tại vì cái sơ dừa đó nó sẽ có con mạc ha, con mọt gì đó, nó sẽ ăn rễ non của cây sầu riêng con của mình nha các bạn. Các bạn nếu như mà có cho sơ dừa để lót cái đáy của cái mô của mình đó, để cho cái nó giữ ẩm và nó tạo độ êm cho cái cây, thì các bạn để ít thôi, bạn để ít thôi, đừng có để nhiều cái sơ dừa, nó sẽ không có lợi mà có hại cho cái cây con của mình nha các bạn. Mấy con mạc nó ăn hết cái rễ của mình luôn, ăn bả rễ non á. Thì các bạn nếu như có phân lót, các bạn sẽ bỏ một ít phân lót ở dưới, ít thôi, một lượng ít thôi nha các bạn, để mồi rễ nó đi ra chứ không để làm gì cả. Thì nếu như các bạn có phân dơi thì là tốt nhất nha, để ít thôi, để nhiều quá nó sẽ nóng. Phân dơi hoặc là phân úc cũng cũng được, thì mình để một ít phân úc, hôm bữa mình có để một ít phân úc ở dưới cái xung quanh cái bầu mình đặt xuống, và mình để một lượng rất là mỏng thôi, một nắm tay thôi các bạn, và mình rải xung quanh cái bầu ha. Rồi mình sẽ cho một ít đất đất gọi là xốp, đất mềm, đất nhuyễn, mình sẽ cho một lên khoảng gần 1/2 cái bầu, là có nghĩa là mình sẽ cho nó xuống dưới đây nè. Rồi những cục đất to mình sẽ cho lên trên, cục những cục đất cục cục á, đất cục cục đất cục giống như cơm cục vậy đó các bạn, cơm nguội mà đóng cục vậy đó, các bạn cho ở trên đây, lên tới trên đây các bạn đắp dần lên, rồi các bạn dùng giá các bạn ốp lên các thứ ha, cho kín cái mô. Thì những cục đất cục đây làm gì? Thứ nhất á, tạo độ thông thoáng cho cái cây. Thứ hai nữa là mình tưới nước, nước nó sẽ lọt xuống, nói chung là giúp cái cây mình nó không bị ngợp đó các bạn. Các bạn đừng có dùng mà đất xốp mềm hết, mà các bạn bỏ từ đầu tới đuôi, ở trên đây là đất cục thì nó mới tốt nha các bạn, đất cục như thế này cục luôn, nó sẽ tốt cho cái cây con của các bạn hơn. Và hôm bữa mình trồng á, mình có bỏ một một số rau trai lên mô vậy nè các bạn, mình gác lên vậy nè cho nó leo, lên mô của mình, để cho mô mình mà tạo độ mát cho cái cây của mình, tại vì thời tiết này rất là nắng nóng. Và mình làm cái bét á, chĩa vô cái cây luôn, có nghĩa là nó bắn vô ướt cái cây của mình luôn các bạn, cho nó mát cây ha, cây con mà, cho tắm luôn cái cây. Và các bạn lưu ý là cây con á, mình nên tưới vào buổi sáng sớm, buổi sáng sớm nha các bạn, và đừng khi mà ánh nắng sáng vừa lên các bạn tưới thì rất là tốt. Chứ các bạn đừng có lựa mà giấc 10 giờ mà tới 2 giờ trưa mà các bạn đi tưới nha. Tại vì là khi mà ánh nắng nó làm cho nóng cái cây của mình rất là nóng, trời rất là nắng mà các bạn đi tưới vô cái nữa, giống như là các bạn đi tưới nước sôi cho cái cây các bạn, thì cái cây con mình nó còn rất là yếu, nó không chịu nổi đâu. Những cái đợt của các bạn tưới mà trời trời nắng là thua luôn nha các bạn. Các bạn nhớ là tưới giấc sáng là ngon nhất, còn không là giấc 4 giờ chiều á, nắng dịu rồi các bạn tưới cũng được. Các bạn ở miền Tây á, lưu ý là hồi nãy mình quên nói là cái mắt tháp của mình ở đây, đây là cái cây mà chỗ tháp của mình ở đây, thì mình sẽ quay ra cái hướng gió, mà hướng gió chướng các bạn, cái nhánh của mình nó sẽ ra cái hướng gió chướng, để mà khi mà gió từ bên kia nó qua bên đây, gió chướng mà nó thổi qua đây á, cái nhánh của mình nó sẽ không có bị gãy các bạn. Sau này nó liền á thì nó mới đảm bảo được, chứ bây giờ á, cái mắt của mình nó mới vừa dính da thôi, nó chưa có liền vào cái thân chủ nha các bạn, thân tháp nha. Thì nhớ là quay về hướng gió chướng của các bạn ở hướng nào thì các bạn quay về hướng đó nha. Và đừng quên là cắm một cái cây,
cây gì cũng được, cắm và cột cái nhánh tháp của mình vào, cột luôn cả cái gốc nha các bạn. Tại vì các bạn mới trồng cho nên là không, cái cây của bạn gió không, đừng phải phải cố định nó lại, cố định nó lại chứ gió mà đung đưa gốc đây nè các bạn thì không bao giờ nó lớn được, nó không bao giờ nó phát triển được nha các bạn. Đó, các bạn thấy gió không? Tại vì có cột dây rồi thì nó đâu có lúc lắc được cái gốc và cái tược đâu. Đó. Giống như mà cái cây mà các bạn cứ đung đưa hoài thì nó không chết là may rồi, chứ nó sẽ không bao giờ phát triển được nha. Thì không cần phải gì nhiều cả các bạn. Thì mỗi lần mà mình xịt đọt cái sầu riêng lớn của mình nè, thì 10 ngày mình xịt đọt một lần thì nó có sâu rầy trong đó, thì mình cũng cho nó ké những cái con này, mình quơ cái thôi là nó ướt rồi, nó ướt từ đầu tới đuôi rồi các bạn, thì trị sâu rầy. Tại vì nó còn non lắm, nó yếu lắm thì mình phải chú ý nó, và sâu rầy mình phải xịt thường xuyên 10 ngày một lần nha các bạn. Về thuốc thì các bạn xịt gì cũng được, các bạn xịt Coben, Bestox hay là Lăng Sơ gì đó trị sâu rầy cũng được, thì mấy cái loại đó nó rẻ các bạn ơi, thì sâu rầy cũng chết chứ hết trơn à, nó rẻ các bạn sử dụng cái đó. Trong cái video trước mình có giới thiệu những cái loại thuốc mà mình xài đấy, các bạn có thể tham khảo thảo cái video đó, ở trong phần mô tả mình sẽ để cái video đó cho các bạn xem nha, có thuốc mình sử dụng mình có nói trong đó. Còn về phân đó các bạn, thì mình bón phân Úc, tại vì cây con đó, nó chưa có mạnh, nó chưa phát triển rễ mạnh, nó chưa ăn nhiều, thì các bạn rải một ít phân Úc, đừng đừng cây con các bạn đừng rải phân hột nha. Các bạn rải chủ yếu là hữu cơ cho mình, các bạn tập cho cái cây của mình ăn toàn hữu cơ thôi. Thì các bạn phân Úc, các bạn cái gốc ở đây đúng không, các bạn đừng bao giờ mà bỏ phân một cục vô trong gốc này, hoặc là sát đây cách ra khoảng một gang đi, tại vì cái mô mình cũng nhỏ, cách ra khoảng gang đi, và các bạn theo cái viền này các bạn bỏ phân rẫy, các bạn rẫy như vậy, thì các bạn phân Úc và phân nở các bạn, thì các bạn rẫy cho nó hai ba nhúm gì đó cũng được, nhỏ nhỏ thôi, thì để cho nó mồi rễ ra nó ăn thôi, chứ cây con ở đâu có rễ nhiều đâu mà nó ăn, các bạn bỏ nhiều thì cũng lãng phí thôi chứ không có gì hết nha các bạn. Những bạn mới trồng cây sầu riêng giống như thế này nè, thì các bạn tập cho nó đừng có ăn phân chủ yếu là phân hữu cơ thôi, còn phân hột các bạn đừng cho gỡ phân hột, phân hột sau này mình hối hận các bạn ơi, nó sẽ hư cây hết trơn à, thối rễ rồi nó xị mủ tùm lum hết. Nó phân hột thì các bạn bón vô thì nó đọt rồi nó nhảy rồi nhanh lắm, thì nhưng mà đó là giống như các bạn uống thuốc nam với thuốc tây vậy đó, nó hiệu quả liền nhưng mà nó hại thôi. Ngoài phân Úc ra mình cũng, tại vì mình bón những cây lớn đó các bạn, cho nên là mình cũng cho nó ké luôn, thì ké cái những cái phân của mình đó, mình bón là rót 2 dinh dưỡng cây lậy và thằng super humic các bạn, mình trộn ba thứ đó lại, mình bón cho nó một ít xíu thôi, một cái viền như mà nãy y chẳng đi cái viền phân Úc hồi nãy, bón chút xíu thôi thì đảm bảo cây của các bạn, cây con hay là cây lớn gì nó cũng, cái combo đó mà mình để mình rảnh mình sẽ làm một cái video mà bón phân, tại vì mình cũng mới mua phân về, mình sẽ đợi mình xong công việc hết đã, mình cắt cỏ rồi mình sẽ làm video bón phân cho các bạn xem. Cái phân mà giúp cho những cây sầu riêng của mình á, các bạn thấy lá nó xanh đen không? Rất là xanh luôn các bạn. Và đi tược đi đi đọt đi đọt ra rất là nhiều nha. Đây là cây thứ hai rồi, đọt rất là nhiều. Đó. Thì nhiều bạn cũng hỏi về cách mình sử dụng phân gì và bón phân gì, thì sắp tới mình sẽ làm một cái video về phân cho các bạn xem. Để nói về cây con á, thì mình cũng không biết nói gì nữa cả. Những nói gì, tại vì nó không cần gì nhiều cả, nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Cái con thì nó chỉ vậy thôi các bạn. Các bạn lưu ý là cái vấn đề nước cho nó thôi. Nó thì nó còn nhỏ thì chủ yếu là nó cần nước, cung cấp đủ nước để nó phát triển tốt thôi. Thì các bạn theo dõi nó, coi nó có bị vàng lá hay là bị gì không, thiếu nước. Tại vì cái con đó, nó bị mà vàng lá nó không lớn hay là không có đi ra đọt được đó, thì nó xoay quanh những vấn đề là thiếu nước nè. Thiếu nước, nắng quá. Ra nắng, bị nắng quá. Thứ hai nữa là các bạn không cắm cây cố định thì nó lắc 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 thì cây các bạn cũng không thể lớn được các bạn. Cái thứ này thứ ba nữa là cái vấn đề là các bạn phân và các bạn xịt thuốc thường xuyên. Xịt thuốc đúng cho 10 ngày một lần và bón phân nữa các bạn. Các bạn bón phân là các bạn khi mà nó đọt nó ra thế này rồi các bạn
cho nó thêm một ít phân nó lụa như thế này nè đó, xịt thuốc rồi nha các bạn, để thôi mà con tại vì nó yếu lắm, cái gì con gì chích vô nó là nó hư lá liền ha đó. Những cái vấn đề đó chỉ vậy thôi, cái con chỉ vậy thôi các bạn. Rồi nếu như các bạn còn có thắc mắc gì hay là các bạn muốn hỏi gì, các bạn cứ comment bình luận ở bên dưới thì cái gì mình biết mình sẽ trả lời cho các bạn, hoặc là các anh chị khác á, họ cũng vào xem, họ họ cũng sẽ cho các bạn ý kiến. Các bạn cứ cái gì các bạn không biết thì các bạn cứ hỏi đại đi, mình cũng trong video này mình cũng đâu phải mình biết đâu, mình nói đại lên đó cho các bạn. Nếu các bạn thấy mấy anh chị mà thấy sai, các bạn cũng anh chị cũng chỉ mình chứ đâu có gì đâu, mình đâu có gì đâu phải ngại đó. Cây ri sáo này của mình bị lật gốc các bạn ơi, cho nên là mình trồng lại cây mới. Cây mới là mình trồng cây mẫn thon nha. Thì cây con của mình bây giờ nó bắt đầu phát triển rồi, thì bây giờ là nó sẽ tới tới nó phát triển tới tới luôn các bạn. Trong vòng vài tháng thôi thì các bạn sẽ thấy nó ngon thôi, tại vì hôm bữa mình trồng đem về mình trồng liền nên là nó nhìn nó cũng hơi thê thảm chút xíu đó. Các bạn rút kinh nghiệm nha, đừng có trồng liền tập nắng cho nó. Trồng mô cao vậy rất là ngon các bạn, cây của mình sẽ rất là tốt nha. Đây là một cây 8 tháng nha các bạn. Mình tăng cường cho nó lên 2 bét rồi nha các bạn. Mình để cỏ luôn cho nó mát. Đây mình sẽ quay cây 8 tháng cho các bạn xem. Đó, cũng phân cũng thuốc y như mình nói vậy đó. Các bạn thấy đó, mùa nắng này á, các bạn vô phân vô thuốc vô phân á, thì nó sẽ ngon hơn mùa mưa nha các bạn. Có bao nhiêu phân nó hút bấy nhiêu nha, nó ra đọt rất là ngon luôn á. Cây 8 tháng nha các bạn. Tại vì mình về đây 1 năm, nhưng mà mình về rồi rồi một thời gian sau mình mới trồng lại những cái cây nó bị chết các bạn, thì nay nó được 8 tháng thôi đó, nó đang phát triển rất là tốt nha. Để mình quay cây khác cho các bạn xem. Cây này thì đọt nó mới bắt đầu lú thôi các bạn, nó lú, các bạn thấy lú từ 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 cái đọt đúng không, nó lú vô cái những cái nách nó cũng lú đọt luôn các bạn, như vậy mới ngon nha. Chứ nếu như mà nó lú mà cái đầu ngoài đầu này thôi, nó le đọt ngoài đầu này không thì nó không ngon nha các bạn, nó phải ra những cái nách như thế này rất là ngon. Thì mấy cái cây mà 8 tháng mình sửa lại hết rồi các bạn, mình cho nó 2 bét hết rồi, tại vì nó lớn rồi, nó nhỏ như cây hồi nãy đó thì các bạn cho 1 bét thôi cũng đủ rồi. Thì 8 tháng rồi cái gốc của mình nó đã được như đây rồi các bạn ơi, bốn bốn ngón tay rồi đó. Mình để cỏ cho nó tùm vậy luôn, khi nào mà mình bón phân mình mới cắt cắt ngắn lại thôi, chứ mình cũng vẫn chừa cỏ nha các bạn, chừng mùa mưa mình mới cắt sạch luôn. 8 tháng mình chưa tỉa nhánh nhau nha, vẫn để cho nó ấy nha các bạn, tỉa là nó đứng lại liền, phải cho nó phải 1 năm rưỡi tới 2 năm thì các bạn hãy tỉa để cho nó lớn đi, phát triển tối đa luôn, còn nhỏ mà tuổi ăn tuổi chơi mà đâu có gấp gáp gì đó. Các bạn thấy nó ra đọt rất là ngon không, bây giờ là nó cao, cây này nó cao cái ngọn mà tính phải gấp đôi cái đầu mình này nha các bạn. Đây là cái ngọn nè, nó cao lắm, mình quay không không có đứng là mình quay phim ngang cái ngọn nó được đó. Đây trời ơi sáng hơn rồi các bạn ơi, cao quá. Mình quay những cái dưới cho các bạn xem thôi nha. Mình kéo xuống một nhánh này, này mình qua đây. Thì những cây 8 tháng của mình là nó cỡ cỡ nhau không à các bạn ơi. Các bạn thấy lá đọt ngon không? Thì nó ngon là do mình chu kỳ phân thuốc của mình nó ổn định các bạn. Các bạn chú ý chu kỳ phân thuốc là ok thôi. Phân thì mình sẽ làm cái video về phân nha. Các bạn chắc cũng mong đợi cái phân của mình lắm. Phân của mình thấy cảm thấy công thức đó rất là ok, rất là hữu ích. Mình cũng chia sẻ chứ cả cái gì phải giấu giếm hết rồi cả. Cây này thì lá mới vừa lụa các bạn, cây lúc nãy thì lá nó mới đọt mới búp thôi, bây giờ cây này thì nó mới vừa lụa. Cái video hôm nay cũng khá là dài rồi các bạn ơi, thì một hồi mình làm cái video nó dài lắm, xuất ra một cái video nó rất là cực khổ luôn các bạn. Chính vì thế các bạn hãy ủng hộ mình nha, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình đi, và để xem những cái video tiếp theo mình sẽ làm sắp tới về phân nha các bạn. Video tới mình sẽ làm về phân, các bạn hãy đón xem. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại nha.